Xin chào các bác, các chị nhé. Táo xuân. Năm nay cây táo xuân đến thời điểm này nó cháy, gọi là cháy khét lẹt lẹt luôn rồi các bác ạ. Còn một chút cái ôi với và cái cành tay nó bị gãy. Còn một chút những cái cành còn gọi là ghép ven ven ở phía dưới, còn những cái vườn to coi như cuốc sạch hết rồi các bác ạ. Hết chỗ này thì coi như là hết, lại phải chờ đến ghép ghép nêm vụ tơ, ghép nêm. Cây gọi là chỗ này gọi là ghép dư ở dưới bóng này, còn vườn to thì đã hết. Chỗ này gọi là ghép năng thì mới ghép, chứ nếu lười là bỏ đấy. Thế mà cuối cùng năm nay cây táo vẫn vẫn gọi là cháy khét lẹt lẹt. Thì đây những cái cây ở phía trên nhé, ghép luôn xuống này. Đây còn kim đào mật đấy các bác. Đây, đây kim đào mật đây. Một số gọi là ghép, chỗ này là ghép ghép mãi sau ấy các bác, có cành mới ghép xuống đây. Đấy kim đào mật đây. Đấy. Đây thì ghép đây nữa, còn cái bạt vườn phía trên nhá, bạt mấy vườn phía trên là ghép xong rồi, còn chỗ này gọi là khi mà cây con, cây dại, cây thực sinh như còn mới đưa xuống cái rìa táo vườn táo này để ghép ấy. Đấy, đây kim đào mật đây các bác nhá. Đấy, lá đây. Thì cái cây này thì khoảng tầm hơn tháng nữa cho nó già già thì sẽ đánh nhé, đánh rũ rễ. Thế thì hôm nay đón một chị ở xã Kiên Lao lên mua cây. Đấy, cây vườn táo lùng quanh đây thì rất là nhiều các bác ạ. Chỗ này thì nó gọi là tùm rồi. Cây táo giống thì phải chia sẻ với các bác là năm nay cái lượng bà con chuyển đổi từ cam bưởi sang trồng rất là nhiều nhé. Các bác ở khu vực chỗ nhà em này trồng cứ toàn nghìn cây, mới cả nghìn mấy cây một thôi. Thì nhiều bác cũng bảo là thế thì không biết là có sang năm có bán được cho hay không, hay là nó có bão hòa hay là nọ thế kia hay không nhỉ. Cái việc đấy thì có lẽ là do thị trường nó quyết định đúng không nhỉ. Nhưng mà năm nào cái lượng bà con trồng cũng rất là nhiều, mà tiêu thụ nó rất là mạnh các bác nhé. Năm nay cái lượng táo quả này tiêu thụ rất là mạnh, mà cam bưởi hỏng thì đương nhiên bà con sẽ chuyển sang trồng táo. Mà trồng táo thì nói chung là cái việc mà trên dưới 20.000 một cân là ok rồi các bác các anh chị ạ. Đây thì sang để mời các bác gọi là giao lưu cùng với chị ở Kiên Lao nhé. Đây những quả táo xuân đây. Quả này là không phải là quả to nhé, quả này là quả BB99 này, nhưng rất là ngon các bác ạ. Ngon lắm. Nhà mày táo ngon lắm. Đây cây giống nha. Chị ăn thoải mái đi. Đây. Chị tên là gì nhỉ? Cứ. Chị lên video ngại đâu. Đẹp quá. Thế chị phá cam bưởi đi để trồng đúng không? Trồng táo. Chị ở Kiên Lao lên mua lấy cây giống để trồng nhé. Táo chọn này, quả to này các bác. Đây, chọn này. Quả rất là to. Tại vườn cắt từ những cái cành này ghép xuống luôn này các bác này. Quả nhưng mà em thích ăn thì thích ăn những quả này này, nó rất là ngon này các bác này. Bây táo giống bên này nữa này. Ngon không các bác? Lại có một bác. Alo ạ. Vâng, chị chờ em một chút xong em lên em đón nhá. Vâng vâng, chào chị chờ em mấy phút nữa. Đấy, lại một chị đang gọi để ra đón ở lấy táo kim đào mật hay là táo xuân hay táo Đài Loan đây. Nhiều loại lắm. Nhiều loại lắm. Mật là ngọt lắm à? Ngọt lắm chứ, ngọt như mật. Thôi mày, thay bón đi.
Đấy, cây rất là ok nhé. Như sắn đấy chị ạ. Không, trồng như trồng sắn, như trồng mía. Đấy, dễ đánh bật gốc đây. Nhiều bác thì bảo là không biết là trồng cái này thì có sống không mà yên tâm. Không phải nghĩ không nhỉ. Đã trồng táo thì phải trồng cái rễ này nó rất là khỏe này. Này các bác nhìn. Cái đất này nó cái đất này là nó không được tơi, nó không được tơi lắm nhưng mà rễ thì nó. Đừng nghĩ là làm được cây táo giống này đơn giản. Vâng, đấy nó rất là nhiều công, kỳ công các bác các anh chị nhé. Vâng. Và vâng. Thế vải nhà chị có nhiều không? Hơn 100 cây à? Thế cam bưởi mấy năm vừa rồi được nhiều 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 được thu nhập được nhiều không? Nhiều tấn không? Vâng. 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 Nói chung cam bưởi thì mấy năm vừa rồi thì nó cũng thất thu thất thường. Dễ phá. Tất cả những cây giống này thì đây những quả của nó đây các bác. Đây, quả đây. Đây, quả đây. To lắm. Đây, vặt luôn này các bác nhìn này, quả nó vàng này. Đây, to cụ luôn. Hiện tại bây giờ giá những quả này giờ thì nó 20 hay 25.000 cân nhưng mấy hôm nay. Vì mấy hôm so với cả những cái mấy hôm trước ấy thì nó 30 hơn 30 cơ nhưng mấy hôm nay nó giảm hơn nhá, 25 26, 24 25 26 tùy loại nhỉ. Đấy thì ghép cắt từ những cái mắt trên này xuống để ghép thành những cái cây giống này nhé. Ừ. Không nhưng mà cái mức độ phân mình cứ cho đều tay chị ạ. Em cứ vẫn hướng dẫn là cứ bón đều tay. Như nhiều bác thì cứ bảo trồng táo bọn em vừa mới bón xong. Bảo bón lâu chưa, bảo cách đây mới có 2 tháng. Thì quả táo nó sẽ không to được đâu. Cái gì thì cái nó phải có phân đều tay, phân nước đều tay. Nói chung là sai thì tỉa mà ít thì sai thì tỉa mà ít, vừa vừa thì thôi chị ạ. Đấy thì hôm nay gửi đến các bác một chút cái tình hình gọi là cập nhật cây cây táo giống ấy. Thứ nhất là giá cây, thứ hai là cây táo giống này. Đến thời điểm này nó cháy gọi là cháy dã man luôn các bác nhé. Cháy cháy gọi là cháy khét lèn luận luôn ấy. Đấy. Do tất cả nhu cầu trồng cũng như là việc chuyển đổi rồi nọ kia rồi cây giống thì bà con làm cũng không được nhiều. Phải chia sẻ như vậy. Để cập nhật với các anh chị các bạn như vậy nhé. Thì em cũng xin chào và gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Cảm ơn các anh chị. Mời các anh chị ăn táo nhé.